Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Cấm kỵ bất hạnh, vật tổ tích cực và con người marketing hóa của Surfy10. Những thứ bị dồn nén luôn tìm cách quay trở lại. Freud nói như vậy. Và nếu có đúng hay không, thì hãy thử thí nghiệm nổi tiếng về con thỏ màu xanh lá. Càng cố không nghĩ về nó, thì hình ảnh con thỏ màu xanh lá lại càng xâm nhập vào tâm trí. Clark và C.S. 1993. Và nhớ lại xem những lúc đang phải che giấu điều gì đó có phải là những lúc bất an nhất và không thể dừng suy nghĩ về cái điều đang che giấu lại hay không. Phóng sự tổng kết năm 2020 của VTV có trích lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rằng đạo đức xã hội đang thực sự xuống cấp với các cơ cở lợi dụng tôn giáo và từ thiện để trục lợi, các giang hồ mạng livestream trở thành idol, tăng nhanh các vụ cướp ngân hàng, tham nhũng đất công, nâng khống giá thiết bị y tế, vân vân. Tôi không chắc nhận xét này có thực sự đúng với các số liệu thống kê hay không. Tôi cũng không rõ đạo đức xã hội được định nghĩa như thế nào là chính xác, nhưng rõ ràng ấn tượng về một năm 2020 nhiều tội phạm và tệ nạn là có thật. Có lẽ là do những áp lực tới từ Covid và thiên tai ư. Nhưng nếu không có những cái mồi gì đó sẵn, thì stress đến cách mấy cũng đâu làm đạo đức con người xuống cấp như vậy được. Vì sao mà con người lại làm điều xấu nhỉ? Tạm bỏ qua tội phạm có ý thức, con người không thường phạm pháp hay làm điều gì đó xấu một cách có ý thức và có tính toán. Con người thường phạm pháp một cách rất bộc phát, vô ý thức và vô lý. Một đứa trẻ khi bóc cổ chết đứa em của mình, thậm chí còn không ý thức được điều đó, cho đến khi đứa em của mình chết thật rồi, nó mới nhận ra điều mình vừa làm. Truyền thông đổ lỗi cho bà hàng xóm tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ rằng ba mẹ để em bé là không còn thương nó nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng lời nói của bà hàng xóm này như một hành động thể hiện quyền lực bằng cách áp đặt nỗi sợ chẳng có mấy giá trị với đứa trẻ nếu nó không có một vài ý tưởng gì đó sẵn rồi. Tôi tin rằng với một sự bất mãn hay mạnh hơn nữa là một sự phẫn uất tích tụ là căn nguyên cho những hành vi phá hủy này, và đối tượng cho cái sự phá hủy có khi còn chẳng liên quan gì đến nguyên nhân của sự tích tụ bất mãn. Nguyên nhân cho sự bất mãn và phẫn uất thì xuất phát từ những xung năng không được thỏa mãn, hay một cách lòng lẻo là từ việc dồn nén những cảm xúc của bản thân. Có lẽ tôi đang chụp mũ, nhưng tháng rồi tôi có tham dự một đám ma, nhà gia chủ có phát kinh Phật, nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là nho giáo đã được chính trị hóa từ thời nhà Hán bên Trung Quốc. Hoàn toàn không có một chút Phật giáo nguyên thủy nào. Một cuốn băng phát từ sáng đến tối mà tất cả những nội dung xoay quanh chỉ hai chữ đạo hiếu và cách đứa con sẽ bị trừng phạt khủng khiếp thế nào khi không quy phục cha mẹ. Thậm chí khi cha mẹ có chửi mắng, đánh đập đứa con ra sao nữa, bởi dù sao thì việc này cũng xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ. Ừ, chắc là yêu thương, chắc là có lẽ chỉ trừ cái ông cha dượng bị tuyên án tử hình vì bạo hành đến tử vong một bé trai 3 tuổi hồi tháng 11 vừa qua. Liệu có quá không khi gọi cuốn băng này là nỗ lực để áp đặt hệ tư tưởng của giới cai trị? Có bao nhiêu thứ trong xã hội hoạt động tương tự như cuốn băng này rồi, những tư tưởng tích cực một chiều độc hại. Đừng nói với tôi đây chỉ là một đoạn băng bày tỏ lòng biết ơn và yêu thương với cha mẹ. Tôi tin chắc rằng không ít người đang khốn khổ vì những lời tuyên truyền như thế này. Những người không thể căm ghét được cha mẹ mình dù họ có tồi tệ ra sao. Và cuối cùng, họ phải căm ghét ngược lại chính bản thân của mình vì dám nảy ra ý tưởng căm ghét cha mẹ. Một ý tưởng không thể chấp nhận được mà họ đã nội hóa từ những thứ được tuyên truyền. Cái sự căm phẫn và uất hận sẽ trở thành xung năng lượng phá hủy mà triệu chứng là những căn bệnh nhiễu tâm, rối loạn tâm thần có nguyên do từ tâm lý hoặc những hành vi độc ác với người khác. Liệu một người luôn mồm nói về sự tích cực thì có những sự tiêu cực trong anh ta có được truyền giảm hay không, hay là anh ta sẽ ngày càng trở nên xa cách với cơ thể và cảm xúc của mình? Nếu anh ta không còn kết nối được với cảm xúc của mình thì điều gì sẽ ảnh hưởng đến anh ta trong cuộc sống, lý trí, kỷ luật và nguyên tắc ư? Tôi thì không bao giờ tin tưởng một người không sử dụng được cảm xúc của mình, những tên thái nhân cách đích thực. Hoặc nếu không thái nhân cách, anh ta dồn nén những cảm xúc của mình. Tôi tin chắc rằng có một sự uất hận nào đó bên trong anh ta, và cái lý trí, kỷ luật và nguyên tắc sẽ trở thành giáo điều và gia trưởng, làm đau khổ và phá hủy những người thân bên cạnh anh ta. Câu thoại nổi tiếng trong The Dark Knight: một vài kẻ chỉ muốn chứng kiến thế giới này bị thiêu rụi.
Tôi tin nó không chỉ nói về những tên tội phạm tâm thần như Joker, mà nói đến một phần nào đó bị dồn nén và phẫn uất trong mỗi con người. Cái phần đó cảm thấy được kết nối và được vỗ về và được thỏa mãn khi xem những bộ phim về những nhân vật phản diện. Và điều thú vị về cái phần độc ác và phẫn uất này là cá nhân không ý thức được nó. Nếu may mắn thì chỉ có những người xung quanh mới cảm thấy có vấn đề gì đó với anh ta. Nếu không làm cho bị mất trí, họ sẽ cảm thấy sự độc ác của những kẻ cực đoan với sự tích cực này. Tính hai mặt của cảm xúc. Sau cái chết của người thân, một hiện tượng được ghi nhận rộng rãi là sự tự trách mình và cảm thấy tội lỗi của cá nhân. Nhiều người cho rằng họ có lỗi khi không chăm sóc người thân đủ tốt trong những ngày cuối cùng. Tuy nhiên cũng có những người tôi tin là rất nhạy cảm về cảm xúc, để thấy rằng trong đống cảm xúc đau buồn lẫn lộn có một cảm xúc về niềm vui và sự thanh thản. Họ vui vì người thân của mình cuối cùng cũng mất. Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được với một cá nhân có lương tâm khỏe mạnh, nên gây nên một sự tội lỗi không thể nào hóa giải và dẫn tới trầm cảm. Freud tất nhiên không thể nào không chú ý đến hiện tượng này, và ông gọi đây là tính hai mặt của cảm xúc, rằng càng yêu một người thì ta càng ghét họ, càng tôn thờ một người thì càng khinh bỉ họ, và càng muốn bảo vệ một người thì ta càng muốn gây hại cho họ. Đoạn sau trong tiểu thuyết Căn cước của Milan Kundera miêu tả tuyệt đẹp tính hai mặt của cảm xúc. Trong mất phút nỗi buồn, nhớ lạ lùng ập đến nàng trên bãi biển. Nàng đột nhiên nhớ đến đứa con đã chết và một cơn sóng hạnh phúc ùa vào nàng. Sau đó, nàng thấy hoảng sợ thứ cảm xúc đó. Nhưng trước cảm xúc không ai làm gì được. Nó tự nảy ra và không chịu sự kiểm soát nào. Hối hận về một hành vi, một lời nói nào đấy thì được. Chứ không hối hận về một cảm xúc, đơn giản là vì chúng ta không có quyền gì với nó. Ký ức về đứa con đã mất làm nàng cảm thấy hạnh phúc, và nàng chỉ có thể thắc mắc là điều đó có nghĩa gì. Câu trả lời đã rõ. Điều đó có ý nghĩa là sự có mặt của nàng bên cạnh Jean-Marc là tuyệt đối, và nó có thể tuyệt đối được là nhờ sự vắng mặt của đứa con trai nàng. Nàng cảm thấy hạnh phúc vì con nàng đã chết. Ngồi đối diện Jean-Marc, nàng muốn nói to lên với anh điều đó, nhưng không dám. Nàng không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, sợ rằng anh sẽ lại cho mình là đồ quái vật. Vào buổi chiều ấy, ngay trước khi ngủ thiếp đi, Jean-Marc đã ngủ rồi, nàng còn nhớ đến đứa con đã mất một lần nữa. Hồi ức đó lại kéo theo đợt sóng hạnh phúc đáng khinh ghét kia. Và khi ấy, nàng tự nhủ rằng mối tình của nàng với Jean-Marc thật quả là một chuyện tà đạo, một sự vi phạm các luật bất thành văn của cộng đồng loài người mà nàng đã lánh xa. Nàng tự rằng cần phải giữ kín mối tình thái quá này để khỏi gây cho người khác sự phẫn nộ về cảm xúc. Lỡ văn vở rồi, để thêm văn vẻ chút nữa thì nên mượn lời Dung ở đây. Đó là một side piece mà cái bản chất của nó chỉ có thể miêu tả được bằng những nghịch lý. Nó là cá nhân cũng như phi cá nhân, đạo đức và vô đạo đức, công bằng và bất công, luân lý và phi luân lý, trí thông minh xảo quyệt đồng thời cũng là mù lòa ngu dốt, mạnh mẽ một cách vô hạn và yếu đuối một cách vô cùng. Cái vô thức trong thâm tâm là một bể chứa những sung năng lượng, mọi ham muốn và cũng là mọi năng lượng cho mọi hoạt động tâm thần lẫn thể chất. Một cách lỏng lẻo, có thể coi những năng lượng này là những cảm xúc, và khi những cảm xúc ở dạng vô thức, nó vô định, vô lý lẽ, và cũng không chịu bất kỳ sự phán xét đạo đức nào của ý thức. Phán xét cảm xúc có lẽ là cái trò chơi của văn minh và ý thức. Ý thức thì biến cảm xúc, vốn là những xung động của sinh lý, thành một trải nghiệm cảm xúc. Văn minh thì phân loại chi tiết thái độ cho cảm xúc đó, rồi gán ý nghĩa cho nó. Văn minh dạy cho ta một số cảm xúc được hoan nghênh, và một số cảm xúc là đáng xấu hổ, đáng cảm thấy tội lỗi và đáng bị trừng phạt. Những cái quá trình nhào nặn, định hình, gán ý nghĩa cho cảm xúc, để biến một cái từ không là gì thành một cái gì, hẳn cũng phải tạo ra cái phản là gì. Giống như định luật cổ điển trong vật lý, năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vật này sang vật khác. Để tạo nên một cảm xúc hạnh phúc thì phải có một đối tượng trọng bất hạnh, bởi nếu không có sự bất hạnh để so sánh thì làm sao cá nhân có ý tưởng về sự hạnh phúc. Để tạo nên một cảm xúc yêu thì cá nhân phải có một cảm xúc ghét làm đối tượng, nếu không thì làm sao cá nhân hiểu yêu là gì. Để hiểu sự tích cực thì cá nhân phải thấm sự tiêu cực. Giống như sơ đồ hình sin, một cực cảm xúc càng mạnh mẽ thì cực còn lại cũng mạnh mẽ tương đương. Biên độ càng thấp thì hạnh phúc lẫn bất hạnh cũng nhạt nhẽo như nhau. Biên độ càng cao thì hạnh phúc lẫn bất hạnh cũng mạnh mẽ như nhau. Vì vậy, tôi không tài nào hiểu được và không thể nào tin được những quan niệm như gạt bỏ những đam mê tiêu cực để hướng tới những đam mê tích cực và tình yêu thương. Những cái văn minh, khốn nạn thay, luôn ép cá nhân dồn nén mặt còn lại của cảm xúc. Đối với người thân yêu thì chỉ có yêu, không có ghét. Đối với kẻ thù thì chỉ có ghét, không có yêu.
Vậy là cá nhân không có cách nào khác, phải tách hai mặt cảm xúc ra thành hai cảm xúc riêng biệt. Rồi hoặc là tìm cách dồn nén cái mặt vô luân kia, hoặc phóng chiếu nó lên một thứ khác. Phóng chiếu cảm xúc tiêu cực lên một thứ, và giữ cảm xúc tích cực lại một thứ là cơ chế hiện tượng vật tổ, cấm kỵ. Phóng chiếu càng nhiều sự tiêu cực lên cấm kỵ thì càng nhiều sự tích cực được giữ lại cùng với vật tổ. Nhưng vô ích, ý thức con người thì dễ bị đánh lừa, nhưng vô thức thì không thể. Cái phức cảm ở Oedip, dù được dồn nén ra khỏi ý thức nhưng được cài cắm một cách tinh tế, và kết quả là cá nhân sau này có xu hướng yêu, cưới một người có điểm gì đó gợi nhớ lại cha, mẹ khác giới của mình khi xưa. Những người nổi tiếng thường được hưởng nhiều quyền lợi nhất, cũng là những người bị dò xét và bị phán xét thậm tệ nhất mỗi khi làm sai. Được bọc dưới lớp vỏ, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm là cái cảm xúc vừa yêu vừa ghét của người theo dõi. Ở thời cổ đại, những người mà ta yêu thương nhất như cha mẹ, vợ chồng hay con cái khi chết đi sẽ trở thành nỗi ám sợ kinh hãi nhất cho cá nhân. Điều này nghe hoàn toàn trái ngược với thời đại này, khi ta có xu hướng tin rằng ông bà, cha mẹ ở trên trời cao vẫn đang yêu quý và phù hộ cho con cháu. Nhưng một tư tưởng như ở về sau chỉ xuất hiện mãi tận sau này, khi cái xu hướng cấm kỵ được thuyền giảm ở một số xã hội cổ xưa, nếu như không thể ghét một người còn sống thì mọi sự căm ghét sẽ được chuyển sang hồn ma của họ khi đã chết. Ở một xã hội hiện đại, cá nhân có thể tự do yêu lẫn ghét một người còn sống, sự căm ghét không bị dồn nén, thì khi họ chết, cái nhu cầu căm ghét hồn ma của họ cũng không còn. Đó là cách cảm xúc hoạt động, luôn có hai mặt, và càng dồn nén một cảm xúc nào đó thì nó sẽ càng tìm những cách khác để biểu lộ ra ngoài. Freud cho rằng, ở những người nhiễu tâm thì cái xu hướng hai mặt của người cổ đại được thể hiện mạnh mẽ. Và để chữa trị cho họ, tất nhiên là phải lôi những cảm xúc căm ghét, những cảm xúc bị cấm kỵ ra ánh sáng của ý thức, để họ chấp nhận chúng. Và sau khi chấp nhận rằng mình có những cảm xúc vô luân này, rất tự nhiên, triệu chứng của họ sẽ biến mất. Nhưng tất nhiên, phương pháp này gặp rất nhiều sự kháng cự, bởi đâu phải ai cũng chấp nhận cái mặt tà đạo của mình, giống như nhân vật nữ trong câu chuyện của Milan Kundera. 6. Mỗi một lựa chọn đều là sai lầm và bệnh lý. Mục 5 phía trên không phải là giải pháp, bởi cứ cho là cá nhân thấu hiểu và chấp nhận được tính hai mặt của cảm xúc, nhưng anh ta cuối cùng vẫn phải lựa chọn một thái độ và một cách hành động nhất định trong từng trường hợp. Ừ thì tôi vừa yêu, vừa ghét cha mẹ của mình, nhưng tôi vẫn phải yêu cha mẹ nhiều hơn ghét, hoặc ghét nhiều hơn yêu. Ừ thì tôi vừa yêu vừa ghét kẻ thù của mình, nhưng tôi vẫn phải ghét họ nhiều hơn là yêu, hoặc yêu nhiều hơn là ghét. Ừ thì tích cực và tiêu cực, bất hạnh hay hạnh phúc luôn đi kèm với nhau, nhưng tôi vẫn hoặc hành động theo cách lan tỏa sự tích cực, hoặc hành động theo cách miêu tả chân thực sự bất hạnh của cuộc đời. Ở dạng khả thể thì luôn tồn tại mọi khả năng. Con mèo của Schrödinger thì có thể vừa sống vừa chết, nhưng ở hiện thực, khi được nhìn thì con mèo chỉ có thể sống hoặc chết. Nhìn ở đây là gì thì còn bỏ ngỏ, ai biết được cái nhìn triết học của Sartre, hay cái nhìn bằng tế bào nón và tế bào que của vật lý học. Dù sao thì, hiện thực hóa là một quá trình hy sinh và lựa chọn. Và khi ta chọn lựa cho mình một thái độ với một sự việc, như một hệ quả, anh ta đang tạo cho mình một sự dồn nén, có thể là mạnh, có thể là yếu, đối với cảm xúc ở chiều ngược lại. Đó là lý do tôi luôn tin mỗi sự lựa chọn đều là bệnh lý. Nhưng dù sao thì bệnh lý và sự mâu thuẫn trong tinh thần vốn là động lực cho mọi hoạt động của con người. Tôi thích một từ như lựa chọn hơn một từ như giải pháp rất nhiều. Bởi lựa chọn, ngay trong từ ngữ của nó, hàm chứa một sự chủ quan và một sự hy sinh, đánh đổi. Nói chung là một sự không hoàn hảo và cá nhân phải chấp nhận và chịu trách nhiệm cho nó. Và khi không hoàn hảo, mỗi lựa chọn là bệnh lý và sai lầm. Nhưng nếu không lựa chọn, nghĩa là cá nhân đang chủ động lựa chọn việc trốn tránh trách nhiệm của mình, nghĩa là chối từ sự tồn tại và hiện hữu của chính mình. Không phải nó là điều gì sai trái, chỉ là đây cũng là một sự lựa chọn. Và dù có thế nào đi nữa, dù có lựa chọn ra sao, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên ý thức về cái sự lựa chọn này. Bài viết đơn giản là miêu tả một hiện tượng mà tôi tin rằng ai cũng biết, chỉ là có ý thức được rằng mình đang có biết hay là không. Hy vọng bài viết này có thể ý thức hóa được một phần nào đó những hiểu biết này, và cũng hy vọng rằng việc trình bày nó dưới một hệ thống ngôn ngữ khác sẽ giúp những góc nhìn khác được triển nở. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!